Một người khổ mà không bao giờ tin rằng mình sẽ hết khổ thì người đó sống nổi không? Sống không nổi. Cho nên trong cuộc sống chúng ta phải có niềm tin. Tin cái gì? Tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Tuy nó còn ướt nhẹp, sau cơn mưa trời ướt nhẹp, nhưng mà ướt nhẹp vẫn đỡ hơn vừa lầy lội mà vừa có mưa. Rồi bây giờ quý vị thấy một cái người mà họ ở trong một cái cơn bão lụt, nếu họ không còn niềm tin rằng sẽ có người tới cứu họ, họ đâu có leo nóc nhà họ ngồi chờ. Bằng chứng là mình thấy mỗi lần Việt Nam mình lụt đó, có những người họ leo lên tới nóc nhà họ ngồi chờ 2 ngày 3 ngày chờ những chiếc tàu đi đến để cứu họ. Quý vị thấy không? Cho nên á, một người có phải có niềm tin. Quý vị thấy á, một con chó nó bị đánh, nó bị một cái người đánh, thì nó gặp một cái người mà nó biết là cái người đó thường bảo vệ cho nó nhảy phóc vô, nó đứng bên cái người đó liền. Tại sao? Nó tin rằng người này sẽ bảo vệ cho nó. Rõ ràng là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta, những người sống ở trong đời, chúng ta phải có một cái niềm tin. Tin cái gì? Thứ nhất là tin nhân quả. Tin rằng cái nhân mà chúng ta làm thì cái quả nó phải có tốt chứ. Quý vị cứ, bây giờ quý vị cứ thấy một cái tấm gương nó bị gì? Nó bị dơ. Rồi mình lấy cái khăn mình chùi một ngày, hai ngày mình vẫn không thấy nó sáng, nhưng mà mình chùi hoài thì nó làm sao? Thế nào nó sẽ hết bụi, gương nó sáng. Mình, bởi vì sao? Mình biết rằng cái gương này vốn nó không dơ. Sở dĩ nó dơ là do bụi. Mà sao lâu nay chúng ta hay nói ngược lắm. Chúng ta nói lau, lau gì? Lau kiến, lau gương, chứ không ngày nào lau bụi hết á. À, gương vốn đã trong sáng, chỉ có điều bụi nó bám lên. Thì bây giờ chúng ta muốn chùi nó thì chúng ta chùi bụi, bụi hết thì gương sáng. Cũng như thế. Cho quý vị, hồi đó quý vị mới đi chùa, quý vị tin rằng có một ngày quý vị thuộc chú Đại Bi không? Vậy mà giờ thuộc chú Đại Bi. Thứ nhất là mình phải có niềm tin ở nơi mình. Nếu mình thực hiện mỗi ngày thì thứ nhất là tin, chưa tin chú Đại Bi thần lực. Rồi nguyện mỗi ngày trì bao nhiêu biến, rồi hành mỗi ngày bao nhiêu biến đó. Nguyện là phải ước, là mình mong mỏi. Trong cuộc sống của chúng ta làm cái gì cũng phải có tính nguyện hành. Ví dụ người mở nhà hàng không tin mình, không tin là tôi có khả năng tôi nấu, tôi mở nhà hàng, thì nhất định người này sẽ không bao giờ dám nguyện đi mở nhà hàng. Cho nên nội một cái việc nhỏ là mở nhà hàng thôi cũng phải có niềm tin. Cho nên 6 cái tin. Một là tin nhân, hai là tin quả. Mình có tin nhân, tin quả thì bắt buộc mình sẽ nguyện lánh ác, làm lành. Nhưng mà có những người, người ta không tin nhân, tin quả, nhưng mà mình khéo léo, mình cất cái chữ nhân quả đi, đừng nói câu đó. Tại vì ta nghĩ sao? Nhân quả của Đạo Phật. Nhưng mà thật sự nhân quả có phải của Đạo Phật không? Phật là người phát hiện ra nhân quả. Còn nhân quả là một cái luật tự nhiên của thế giới này, của thế gian này. Nhưng mà chúng ta quên cái chuyện nhân quả. Ví dụ như mình trồng cái hạt cây hồng, thì trước sau nó lên cây hồng, đó là nhân quả. Nhưng mà mình không thấy cái đó. Mình chỉ chấp nhận là gieo hạt hồng thì lên cây hồng, mà mình tin như vậy, mà mình hãy nhắc tới hai chữ nhân quả mình không chịu, vì mình nghĩ mình dị ứng cái đó của Phật giáo. Nhưng mà thật sự ra tất cả chúng ta không ai sống ngoài nhân quả. Mình hãy gieo nhân lành thì được cái quả lành. Vậy thì bây giờ Phật tử tu tập, chúng ta phải tin chúng ta có khả năng làm điều đó thì chúng ta nguyện làm. Cho quý vị tin rằng quý vị có khả năng tu tập để được an lạc thì quý vị mới phát nguyện quý vị tu. Thật sự thưa đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa kính thương quý vị vô cùng. Thương lắm. Tại sao? Tại Pháp Hòa thấy quý vị quá siêng, quý Phật tử quá siêng tu. Và nhiều khi mình thấy cái gương Phật tử siêng tu vậy á, mình cũng phải siêng tu theo nữa. Tại vì mình là người tu mà mình lười biếng, trong khi đó người ta là Phật tử tại gia mà ta siêng tu. Giờ này là quý vị đi làm về thứ sáu, lẽ ra quý vị nghỉ ngơi, quý vị đâu cần tới đây làm gì. Thậm chí người nói thôi trời ơi, tôi về tôi bấm YouTube coi cũng được chứ. Đâu có cần. Thấy quý Phật tử ngoài kia kìa,
không? Còn đứng vịn cửa ngó vô giống như hồi Việt Nam mà thấy nhà ta động dao động thớt tới đứng ngay cửa nhìn vô. Chịu cực chịu khổ như vậy, rõ ràng là quý vị có niềm tin với giáo pháp, quý vị mới đến gần được với giáo pháp. Cho nên đối với cái người sống trong đời này, không hẳn là những người chỉ tu tịnh độ là tin có Cực Lạc, tin có Phật Di Đà, rồi phát nguyện tu tập, rồi nguyện, rồi xong rồi hành. Mà tất cả chúng ta, bây giờ người tu thiền không tin tu thiền có kết quả, rồi không nguyện mỗi ngày ngồi bao nhiêu giờ, rồi không có hành mỗi ngày làm bao nhiêu thời gian thiền tịnh, thì làm sao người đó có được cái đạo quả là tĩnh lặng thân tâm được. Cho nên người tu thiền cũng phải có tính, có nguyện, có hạnh. Người tu mật có tính nguyện hạnh không? Mật tông cũng phải có. Tại vì sao? Tin rằng cái câu thần chú đó có khả năng diệu dụng, đưa giúp cho mình thành tựu cái sở nguyện, sở cầu tu tập của mình. Rồi mình phát nguyện mỗi ngày mình hành trì, rồi mình mỗi ngày mình hành trì. Cho quý vị dùng sâu chuỗi niệm Phật, người tu mật lấy sâu chuỗi trì chú. Rồi quý vị lấy sâu chuỗi niệm Phật, người tu thiền cũng có thể dùng sâu chuỗi để đếm hơi thở, đếm hơi thở vô, thở ra, đếm một. Hoặc là mình phối hợp cả hai, hít vô mình A-di, thở ra Đà Phật, cũng được vậy. Cho nên mình không tính, không nguyện thì chúng ta không thể nào chúng ta đi đến chỗ thực hành được. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta là những người, ví dụ mình một cái người sống ở đời, chúng ta tin là khi chúng ta khổ sẽ có ngày hết khổ. Chúng ta tin rằng á, hồi ai mà đi vượt biên á, nếu quý vị không có tin rằng á, ra khỏi một cái biển này là tới một chân trời cao đẹp nào đó, sao dám đi vượt biên? Coi như khi đi vượt biên là nhất sanh thập tử, nhiều bề gian nan. Nhưng mà mình tin qua khỏi cái biển này, mình sẽ đến một cái chân trời nào đó, đưa mình tới chỗ tự do, an vui. Cho nên mình bất chấp tất cả, mình tin, mình đi theo cái hướng đó, mình đi về một cái chân trời đó. Cho nên người vượt biên cũng phải có tính, có nguyện, có hành. Người sống trong đời cũng vậy. Cho nên một người xuất gia cũng vậy. Một người xuất gia là phải có niềm tin ở giáo pháp, niềm tin ở khả năng mình. Cho nên trước hết là chúng ta tin nhân, tin quả. Rồi kế đến gì nữa? Tin tự, tin tha, là tin mình, tin người. Ví dụ mình phải tin mình có khả năng tu tập, rồi mình tin vào người thầy mà hướng dẫn cho mình. Mình tin thầy thì mình mới nương thầy mình tu được. Chứ bây giờ nếu mình nương thầy, mình nghi ngờ thầy, mình nghi ngờ người thầy đó không biết gì hết, thì làm sao mà mình thầy nói ra cái trong bụng mình cũng hơi nghi nghi, không biết thầy nói đúng không. Cho nên rồi thầy nói ra cái mình cũng làm, mà làm chút chút chứ, làm cầm chừng vậy thôi, thì cái kết quả nó không tới. Cho nên đại chúng thấy cái người xuất gia trước hết là chúng ta phải có, cũng có cái niềm tin như vậy. Rồi người sống ở đời phải có tin tự, tin tha, là tin mình, tin người. Tin nhân, tin quả là bốn rồi. Hai cái nữa là gì? Tin sự, tin lý. Tin sự, tin lý là gì? Tức là chúng ta tin những cái hình thức chúng ta làm là cái nội dung, nó sẽ đưa mình đi vào cái hình thức. Thôi và ví dụ, có nhiều Phật tử hỏi là mình tụng kinh á, tụng trong xe được không? Tụng trong lúc mình nấu ăn được không? Tụng trong khi mình làm việc, mình cắt cỏ, mình tưới cây được không? Theo nguyên tắc được không? Được hết. Tất cả thời giờ phút nào chúng ta muốn tu tập tụng kinh được hết. Nhưng mà nếu nói đúng ra, cái thời khóa mà chúng ta quy định ở ngay bằng Phật, nó có cái lợi gì? Thứ nhất, khi chúng ta lập thành một cái thời khóa thì chúng ta sẽ trung thành với thời khóa, và giúp cho chúng ta vượt qua được cái giải đãi để chúng ta đi tới cái chỗ tinh tấn. Đó là một lợi ích. Lợi ích thứ hai, khi chúng ta nằm tụng được
Nhưng mà sự hôn trầm đi vào giấc ngủ dễ không? Dễ. Cho nên là mới tới là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô hắc ra đắc ra đá vô. Rồi là mình hắc ra đắc na đa ra dạ gia là mình đã dạ gia rồi. Chưa gì hết là mình đã ta bà ha rồi. Để ra khi mình nằm tụng cũng được. Nhưng mà với cái người bệnh, người ta không ngồi dậy. Bây giờ á, mình ở trước Phật, hình Phật là đối tượng để cho tâm mình giao cảm. Với thân tâm trang nghiêm cung kính, chúng ta tụng thời kinh. Thì tuy tụng có 15 phút, nhưng mà cái kết quả có thể nó nhiều hơn là cái người nằm tụng. Nhưng mà nói như vậy, thời kinh như vậy, chỉ gọi là tu đủ không? Không đủ. Đi đứng nằm ngồi vẫn tụng. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta vẫn chuẩn bị cho mình một thời khóa. Thứ nhất là trị cái bệnh giải đãi, tăng cái sự tinh tấn lên cho mình. Thứ hai, nếu nói ở cái chỗ định tâm, tĩnh lặng, mình đối trước Phật nó vẫn dễ hơn. Tại sao? Tại vì hình ảnh Phật giúp cho tâm mình dễ lắng, dễ tịnh. Thân tâm mình chí thành, mình cung kính, mình tụng, giáo pháp nó dễ đi sâu vào tâm mình. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nằm nghe pháp được không? Được luôn. Nhưng mà so ra cái nằm nghe pháp với cái ngồi nghe pháp thì cái ngồi nó thù thắng hơn. Tại vì mình nằm nghe hồi là mình ngủ. Tuy mình không có ngủ sâu, nhưng mơ mơ màng màng, cho nên cái lời pháp đó mình nghe nó cũng chẳng trọn. Rồi bây giờ mình nấu ăn mình nghe được không? Cũng được nữa. Nhưng mà nếu so ra nghe nhưng mà có lúc loáng thoáng, tại vì mình còn sắc gọt xào nấu, cái sự nghe của mình nó chưa hết sự chú tâm. Nhưng khi chúng ta ngồi nghe không có gì nó chi phối mình, thì cái ngồi tĩnh lặng mà nghe nó vẫn hơn. Ở đây mình nói đến cái sự, cái vấn đề mà mình đưa mình vào cái thời khóa tu tập. Chứ còn thật ra khi chúng ta tu tập thì đi đứng nằm ngồi bất cứ giây phút nào chúng ta cũng đều tu tập được. Nhưng mỗi ngày chúng ta phải có thời khóa. Như người ngồi thiền, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi. Nhưng mà trong bốn tư thế thiền, thiền ngồi nó thù thắng. Tại vì sao? Nằm thì dễ sanh hôn trầm ngủ. Đi thì cũng có thể do chi phối ngoại cảnh dễ động. Đứng thiện hồi nó mỏi. Nhưng mà khi chúng ta ngồi, chúng ta có cái tư thế có tọa cụ, có bồ đoàn, rồi chúng ta ngồi ở trong cái điều chỉnh cái tư thế ngồi, thì nó dễ giúp cho mình phục cái tâm, gọi là điều phục cái tâm, điều phục cái tư tưởng loạn động của mình, nó dễ hơn. Cho nên đi đứng nằm ngồi vẫn tu, nhưng ngồi nó vượt hơn tất cả các cái pháp khác. Tụng kinh cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình tụng mình dễ buồn ngủ lắm. Tụng mình dễ buồn ngủ, mà tụng với chúng á ta hay hơn. Tại sao? Vì đại chúng ta tụng á, mình tụng theo người ta lại, mình lại theo, coi vậy chứ cái năng lực chúng nó có cái uy, cái đức, nó hướng dẫn mình, lôi mình. Ví dụ như ở nhà mình lại sám hối, mình lại đâu chừng thí dụ lại hồng danh bảo sám, lại 89 lại, cái mình lại được 50 cái hơi ê ê đau đau rồi. Cái nó thôi xin Phật cho con nghỉ 30 lại này, con hồi con xá. Nhưng mà vô trong chúng mà có thể, mình thật sự mình không có bắt buộc mình phải đi như thế. Mình có quyền nghỉ tùy theo sức khỏe. Nhưng mà biết đâu mình có thể mình ráng được 30 lại với đại chúng, cái tự nhiên cái năng lượng của đại chúng nó lôi mình. Cho nên mình tu tập với chúng, tụng kinh với chúng nó vẫn hơn. Tại trong chúng tụng thì đông, rồi có tiếng chuông, tiếng mõ, có thầy hướng dẫn cho nó mạch lạc lời kinh, cái tự nhiên cái thời kinh mình tụng mà không thấy mỏi mệt. Chứ ở nhà tụng thời kinh sao lâu quá, tụng cứ dở hoài sao không thấy nó hết trang. Còn mình tụng với chúng nó khác. Ví dụ như mình, quý vị mà phát nguyện lại 500 danh hiệu Quan Âm, ngủ gọi là lại ngũ bách danh đó, lại 500 lại đó. Nhiều khi mình lại với chúng, đại chúng ta lại cái mình lại theo, cho cái năng lượng của tăng nó có cái sức mạnh như vậy. Cho nên á, ở trong cái sự tin là tin nhân, tin quả, tin mình, tin người, tin sự, tin lý. Sự tức là những cái hình thức, nhưng mà chính cái hình thức đó nó trợ giúp cho mình rất là nhiều. Quý vị thấy á,
Người ta tạo một cái bức tượng Phật. Nếu mà một cái bức tượng Phật mà nhìn trang nghiêm mà đẹp á, mình thích không? Ai nhìn Phật cũng phát tâm rất là dễ, tính tâm sanh khởi những cái niệm lành. Cho nên á, trong đời sống hàng ngày của mình phải tin, mình phải tin là mình có đủ khả năng làm người khác an vui hạnh phúc bằng cách là mình chuyển hóa thân mình, tâm mình. Cho nên cái người mà nhìn nó tươi nhuận á, tự nhiên làm người khác cảm thấy tươi nhuận theo. Bây giờ thí dụ mình ngồi gần người nào mà lúc nào cũng than van khổ sở, Tết mình sợ né mấy người đó lắm. Ngày thường thì sợ được, chứ mùng 1 Tết mình sợ gặp mấy người đó lắm. Tại sao? Vì mình sợ xui. Cái người mà người ta sống mà lúc nào người ta cũng vui vẻ, hân hoan, yêu đời, lạc quan, thì tự nhiên mình thích gần cái người đó. Cho nên á, mình phải tin rằng cái khổ đau của mình sẽ có ngày chuyển hóa. Bây giờ Pháp Hòa nói giáo hóa một người cũng vậy. Mình phải tin người này có ngày chuyển hóa. Rồi mình phải tin rằng mình do cái công đức tu tập của mình không sớm thì chạy mình cảm hóa được họ. Có cái niềm tin như vậy nó làm cho mình có cái sức mạnh để mình đi lên. Hồi xưa trong Kinh Pháp Hoa kể có một cái đoàn người đi tìm châu báu. Đi nửa đường rồi họ mệt mỏi quá, đi hoài mà không thấy tới nơi. Thì cuối cùng mấy người này tuyên bố lui không đi nữa. Thì cái người dẫn đoàn đó thấy tội nghiệp quá, ông mới hóa ra thành một cái nhà. Ông mới nói các anh ơi, tôi báo tin mừng cho các anh tới nơi rồi. Thôi bây giờ các anh cứ vô đây mà nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là mọi người vô trong đó nghỉ ngơi ăn uống, dừng chân nghỉ ngơi ăn uống rồi thì khỏe. Khỏe xong thì cái người dẫn đoàn mới nói rằng, tôi nói thiệt với các anh, đường đi còn thêm 3 tiếng nữa. Nhưng mà bởi vì tôi thấy mấy anh mỏi mệt quá, các anh muốn đi về, tôi sợ rằng các anh uổng công, cho nên tôi hóa ra cái nhà này để cho các anh trụ ở trong này tạm. Bây giờ các anh khỏe rồi phải không? Thì thôi các anh tiếp tục anh đi. Nhưng mà sau một ngày nghỉ mệt rồi đi được không? Đi được. Vậy thì cái người dẫn đoàn đó là Đức Phật. Chúng ta là những người đi tìm châu báu tu tập nhưng mà dễ lui sụp lắm. Đừng có nói chi mà cái chuyện gọi là đương sự, thấy cái gì mà nhiều khi thầy không có làm gì lui sụp đó, cho mình thối tâm lui sụp đó. Mình thấy những người xung quanh mình lui sụp cái mình nắm tay mình lui theo. Cho nên nhiều khi á, Đức Phật đâu có làm gì mà để mình lui sụp đâu, thấy không? Cho nên quý vị phải nhớ mình có ba điều bất thối nha. Bồ Tát bất thối đó, nhớ không? Bồ Tát bất thối vì bạn lữ. Như vậy thì Bồ Tát bất thối, cái gì gọi là bất thối? Chữ thối là gì? Chữ thối là lui. Chữ thối là lui. Thí dụ bây giờ cái gì gọi là bất thối nè? Bất thối có ba loại. Một á, là nguyện bất thối. Hai là hạnh bất thối. Ba là quả vị bất thối. Đó là ba cái điều bất thối mà chúng ta cần có. Nguyện bất thối, mình tu mình phát nguyện, nhưng mà rồi cái một cái phiền não nó đến cái nguyện mình rất lớn à. Cho nên đời cuộc sống này quý vị thấy có nhiều người, người ta dễ bỏ cuộc, người ta dễ đi vào những cái chỗ trầm cảm khổ đau là vì người ta tuyệt vọng. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có cái bài hát đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Chúng ta tuyệt vọng là gì? Là bởi vì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này không còn cái gì hết. Còn chứ. Cho nên á, ở trong đời mạt pháp, chúng ta thường nói đời này đời mạt pháp phải không? Nhưng mà thật sự đó, pháp vẫn chưa mạt. Nếu ngày nào chúng ta còn tu tập theo lời Phật, cho dù mình nói cho dù mình sống trong thời mạt pháp, nhưng chính trong mỗi tâm của Phật tử pháp không mạt thì không bao giờ có mạt pháp. Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy mình sống trong cái xã hội này quá chừng những cái vật chất cám dỗ. Nhưng mà trong xã hội hiện nay vẫn còn người tu không? Còn. Thì còn người tu. Cho nên ngày nào chúng ta còn người tu, còn sự tu tập thì giáo pháp chưa có mạt. Nhưng mà cho nên
Vì vậy mà chúng ta phải tin rằng, chúng ta phải tin rằng Phật Pháp trường tồn. Phật Pháp trường tồn, cửu trụ, chữ cửu trụ là ở lâu dài trên thế gian này. Cho nên mình hay nói là Phật Pháp cửu trụ. Phật Pháp cửu trụ là lâu dài, mà lâu dài này không phải tự nhiên nó lâu dài được, mà chính mỗi nhân sự của chúng ta đây, chúng ta duy trì được mạng mạch Phật Pháp trong tất cả chúng ta bằng ba điều: tín, nguyện và hành. Ngày nào trong tâm Phật tử còn ba điều này, ngày đó Phật Pháp chưa đi đến đâu, chưa có đến nỗi gọi lui sụp đó. Mình tin rằng mình tu Phật có kết quả. Mình phát nguyện, mình tu tập, mình hành theo những gì mình phát nguyện thì làm sao lui sụp được. Cho nên thí dụ như ngày nào mình còn mở trường Việt ngữ, ngày nào học em con em mình nó còn chịu khó nó đi học thì tiếng Việt chưa đến nỗi. Thí dụ vậy đó. Cho nên ngày nào mà quý vị Phật tử còn mở Pháp ra mà nghe, mặc dù trên YouTube có rất nhiều thứ để coi, có rất nhiều tuồng để xem, có rất nhiều nhạc, kịch, nói chung là tất cả những gì quý vị muốn coi có hết, nhưng mà vẫn còn có người mở Pháp lên nghe, thì chúng ta chưa gọi là mạt Pháp. Như vậy ngày nào Phật tử còn có tín, nguyện, hạnh. Chữ hành là hạnh đó, hạnh là hành đó. Hành là gì? Là sự thực hành. Mà ngày nào chúng ta còn cái đó thì làm sao chúng ta lui sụp được. Cho nên mình phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Tin giới là gì? Là thánh giới của Phật không bao giờ sai quấy. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, ngày nào chúng ta còn giữ năm giới, ngày nào thế giới này con người còn giữ năm giới căn bản của đạo Phật: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc hút sách. Ngày đó xã hội còn an ổn. Như vậy năm giới này không chỉ riêng cho Phật tử, mà năm giới này cho tất cả mọi con người. Ai muốn sống hạnh phúc an vui thì cứ theo năm giới này mà làm. Một quốc gia nào mà người dân còn giữ năm điều này, nhất định quốc gia đó sẽ có an lạc. Cho nên thí dụ như một ngôi chùa được mở ra, tổ chức truyền tam quy ngũ giới, bằng bất cứ Phật tử nào phát tâm giữ năm giới, chúng ta phải tán trợ. Cho nên nói tới chữ hành, nó có hai phần. Một là chánh hành, hai là trợ hành. Thế nào gọi là chánh hành? Chánh hành là chính chúng ta phải hành cái điều đó. Trợ hành là gì? Là chúng ta nương nhờ những người khác trợ duyên cho chúng ta được thực hiện cái đó. Có thể tốt hơn là người đó cũng là người hành, rồi người đó trợ cho mình hành. Cho nên cái đó nó thăng tiến mau lắm. Tu hành tinh tấn gọi là đại tinh tấn. Còn bây giờ mình đã cất chữ đại còn chữ tinh tấn. À, riết rồi cái từ từ nó mất chữ tấn còn chữ tinh. Tại sao gọi là tinh tấn biết không? Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Nếu mình tin tưởng cái điều đó tuyệt đối trong sạch tinh khiết thì chúng ta nguyện sẽ siêng năng, cho nên gọi là tinh tấn. Cái điều mà chúng ta làm đó là siêng năng tinh tấn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, một Phật tử có ăn chay, tu hành, tụng kinh, niệm Phật, đó là chánh hành đúng không? Thấy một người bạn mình tu tập, trợ duyên, như vậy thì đối với người bạn á, người này là trợ hành. Nhưng mà chính bản thân họ là chánh hành. Rồi người bạn kia đó là chánh hành, trợ duyên cho cái người bạn, cho này gọi là trợ hành. Như vậy trong cái hành nó có hai thứ: một là chánh hành, hai là trợ hành. Chữ trợ là trợ duyên. Cho nên mình mới có các vị Bồ Tát trợ duyên cho mình. Mình tu mình phát nguyện mà mình muốn có những Bồ Tát xung quanh mình để trợ duyên. Quý vị thấy người Bồ Tát đó người ta xuất hiện bằng mọi hình thức: tín, nguyện, hành. Mà bây giờ quý vị thấy rằng mình tin rằng trong đời sống này
Một người nào mà còn giữ, hay một cái xã hội nào mà con người còn giữ năm cái giới này thì xã hội đó an ổn. Ở bên Tích Lan á, mỗi sáng chủ nhật là toàn thể gia đình thức dậy đi chùa hết, lớn nhỏ đi chùa hết. Mà ta đi sớm lắm, 5 giờ sáng là thấy người ta đầy sân chùa, mặc đồ trắng hết. Đàn ông đàn bà gì quấn cái xà rong trắng, à, mặc cái áo trắng, rồi thậm chí còn quất lên trên người mình một cái khăn trắng. Tại sao? Bởi vì họ nói theo trong kinh là bạch y cư sĩ. Cái thời đó, thời Phật đó, là các vị cư sĩ đi chùa mặc áo, áo gì? Áo trắng, cho nên gọi là bạch y. Các vị đó, đất nước Tích Lan á, khuyến khích người dân, thứ nhất không sát sạch, không được tự ý bắn chim, câu cá. Những người có cái license câu cá, chài cá, chài tôm là vì họ có công ty, họ làm cái nghề đó để cung cấp thực phẩm cho toàn nước thì họ có bằng cấp đàng hoàng. Còn người dân không được tự ý câu cá, không được tự ý bắn chim. Sáng chủ nhật các chùa lớn nhỏ trong cái thời lễ cũng có mở lớp dạy giáo lý cho các em nhỏ. Cho nên nhà nào có con em ở cái làng đó đều dẫn con em mình về cái làng đó học giáo lý hết. Mà cái quốc gia nào mà còn hành trì như vậy, quốc gia đó còn an định. Cho nên Phật giáo vẫn là quốc giáo của Tích Lan, Phật giáo vẫn còn là quốc giáo của Thái Lan, Phật giáo vẫn còn là quốc giáo của nước Bhutan. Tại vì sao? Tại vì chính quyền ở đó lấy giáo lý đạo Phật làm cái nền tảng cho sự điều khiển quốc gia. Cho nên khi một quốc gia đó người ta còn cái điều đó thì người ta lấy năm giới làm căn bản thôi. Lấy năm giới làm căn bản. Nghĩa là quý vị cứ nghĩ một cái quốc gia mà người ta tôn trọng mạng sống của con người. Tại sao mình phải tôn trọng? Vì chúng ta, khi chúng ta tôn trọng nghĩa là chúng ta có cái sự bình đẳng. Mà có sự tôn trọng thì chúng ta đâu có hại ai một cách vô lý, vô cớ. Vì vậy cho nên cái đời sống của người dân được bảo đảm. Rồi bây giờ không trộm cắp. Ở bên Nhật, cái bữa đó Pháp Hòa qua Nhật á, thì có mấy Phật tử mình cầm mấy cái dù đi theo. Lên tới trên xe thì một có người thì bỏ quên, có người là ngủ quên, cái rớt cái dù, rớt cái điện thoại. Quý vị biết mấy đứa nhỏ học sinh đó, đi trên xe bus đó, nó cúi xuống nó lượm cái đó nó đưa lại. Nó đưa lại. Nó không có lấy đồ. Mà thậm chí mình có bỏ quên trên cái chỗ ghế đó đó, lát mình trở lên vẫn còn. Thì tự nhiên một cái quốc gia mà nó biết tôn trọng quyền tư hữu của người khác, nó không gian tham trộm cắp thì mình sống sao không cần đề phòng, mà không cần nghi ngờ, không cần gì hết. Thì thành ra thử ra cái hành động của chúng ta nó tạo cho cái niềm tin của con người. Thì từ cái niềm tin đó đó, con người thấy cái điều này nó hay quá, con người phát nguyện, con người làm. Cho nên cuộc cái ba chữ tín nguyện hành này á, nó là một cái đạo lý để sống trong đời, chứ không phải là một công thức cho Phật tử tu tịnh độ nữa. Mà bây giờ quý vị mang cái điều đó ra quý vị trải trong cuộc sống là quý vị sao thấy? Bây giờ mình sống mà mình tạo cái niềm tin như người khác, mà người khác sống với mình mà người ta tin tưởng mình vui vẻ vô cùng, và mình phấn chấn tinh thần mình lên, và mình thấy người ta giao việc cho mình, hay là mình sống sao mà người ta có niềm tin với mình, thì tự nhiên mình không cần phải phòng thủ gì hết. Ví dụ mình gặp một người bạn đi chợ giùm mình thì không bao giờ lương lận của mình một đồng. Mình giao người, nhờ người đó mua cái gì mình yên tâm lắm, không cần phải coi lại cái bill thế này thế kia. Tại vì người đó sống có chữ tín. Tín là nhân và ngôn, hai chữ đó ráp lại thành ra chữ tín, nghĩa là con người mà có ngôn từ tạo ra cho người khác cái niềm tin. Cho nên Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật như thật ngữ, nghĩa là nói lời chân thật, nói lời chân thật. Nhu nhuyến ngữ, nói lời mềm dẻo. Ái ngữ là Đức Phật nói lời dịu hiền. Đức Phật có nhu nhuyến ngữ, chân thật ngữ,
Đức Phật là người nói không bao giờ nói sai quấy, không bất vọng ngữ, không bao giờ chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thật ra Đức Phật nói ra thì chúng ta có niềm tin. Một cái đời sống mà hồi đầu á, một cái xã hội đó người ta chưa có, có một số quốc gia đời sống người ta là như vậy, nhưng sau khi người ta mở cửa cho một số dân khác vô ở thì cái dân đó họ bắt đầu họ sống hư, thì đời sống ở đó bắt đầu nó trở nên nó phức tạp. Nó trở nên phức tạp cái bắt đầu người dân ở đó phải có sự đề phòng. Chính phủ ở đó bắt đầu ra những cái quy luật mà ngày trước không có. Cái chuyện đó quý vị đọc báo quý vị thấy đó. Đó là tại sao? Tại vì người ta đã không còn giữ một số người sống mà không có cái tính, không có cái nguyện, thành thử ra không làm tăng trưởng cái tính cho người khác, không làm tăng trưởng cái nguyện cho người khác. Cho nên chánh hành là gì? Chính chúng ta phải sống để chúng ta trở nên một người trợ hành cho người khác. Pháp Hòa ví dụ như mình nghe cái chuyện gì của ai, mình phải quán xét trước khi mình có những câu chuyện mình có thể đem ra mình chia sẻ với người khác để người khác lấy cái đó làm cái nề mục để mà người ta hướng dẫn người ta thăng trưởng trong cuộc sống. Nhưng mà có những câu chuyện chúng ta không nên nói, tại vì chưa đến lúc mà người đó mình có thể nói cái chuyện người đó ra. Mình tạo cho người ta cái niềm tin để người ta chia sẻ với mình. Tạo cho người ta niềm tin, người ta chia sẻ với mình. Vì vậy cho nên á, trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta khi chúng ta hành á, chúng ta nhớ chúng ta là chánh hành, nhưng mà chúng ta cũng là trợ hành cho người kế bên. Ví dụ như á, chúng ta sống an vui, chánh hành phải không? Có trợ giúp cho mình, con mình an vui không? Có. Cha mẹ cũng vậy, đừng có giận, nhất là cha đó, nóng tánh đó. Mỗi lần mà giận lên á, chúng ta đập chén, đập dĩa, đập bàn, đập ghế, chửi thô, nói thô đó. Mình nói mình nghĩ là mình giận người mẹ, nhưng mà bởi vì cái đó là mình đang chánh hành đó, cái chánh hành của sự giận tức. Rồi cuối cùng con mình nó hấp thụ những cái kiểu cách sống đó, rồi lâu ngày nó cũng thô như vậy, nó cũng có những cái lời nói như vậy đối với người xung quanh đó. Cho nên mình không khéo đó, mình là người trợ hành cho con mình một cách sống không có lành mạnh, không có dễ thương. Nếu mình không tin điều đó, mình sẽ không bao giờ mình làm. Nếu mình tin rằng mình có thể mình sống được như vậy để con mình nó làm theo. Cho nên ngay trong cuộc sống quý vị phải tin rằng đời sống lành mạnh của mình ít nhiều cảm hóa con mình. Ít nhiều cảm hóa con mình. Cho nên quý vị biết vừa rồi Pháp Hòa gặp một cái gia đình đó. Bà ngoại đi chùa, các dì đi chùa, rồi bây giờ các dẫn các cháu đi chùa, tức là con của các dì, các cô trong chùa. Thì quý vị biết nó nói với bà, nó nói với mẹ nó làm sao. Nên nói, mẹ, nửa con già con muốn giống bà ngoại vậy đó. Rồi con muốn giống bà ngoại, con được đi chùa, rồi con được các bác ở trong chùa thương con giống như thương bà ngoại vậy đó. Quý vị thấy không? Thành thử cái đời sống của một bà cụ chính là chánh hành của bà, nhưng mà cũng là trợ hành cho các con, các cháu. Quý vị tổ chức một bữa cúng giỗ, ai ăn đâu mà cúng không biết, nhưng mà mình thấy lấy cái ngày đó mình cúng giỗ, thật sự cúng giỗ đó là gì? Đó là mình trợ hành cho con mình đó. Nó thấy cái hình ảnh còn thờ phụng cúng quyến tổ tiên nè, mai mốt mình chết đi, có thể nó không tổ chức cúng, nhưng nó không biết nấu ăn giống như mình, nhưng ít nhất nó biết nấu bình trà, mua cái bánh, nó nói má ơi về ăn bánh với con. Nó nói câu đó đi, nghĩa là nó vẫn còn nhớ mình. Còn nếu mình không làm gì hết thì cái đó nó cũng đi luôn. Cho nên mình cúng giỗ đó là mình không phải cúng ai mình không biết, nhưng mà cúng cái văn hóa, cúng cái truyền thống, cúng cái đạo đức đẹp đó cho con cháu mình nó lưu giữ. Bây giờ quý vị dẫn nó đi chùa ha, có thể lớn lên, từ nhỏ đi, có thể lớn lên chừng 19, 20 cái nó không đi,
Nhưng mà trong đầu nó vẫn có cái hình ảnh là mẹ mình đã từng đi tới cái chùa ở góc đường đó, ví dụ vậy. Mai mốt có chuyện gì nó chạy về cái chùa đó, à, nó nói là mẹ con thế này thế kia, nhờ thầy giúp tìm. Nếu nó thương mẹ nó sẽ đi tìm. Pháp Hòa có một cái em đó, mẹ nó khổ vì ba, thì nó thấy mẹ nó khổ đau trầm cảm quá đi, mà nó hướng việc nó không biết, nó không biết nhiều, mà nó thấy mẹ nó thường mở băng Pháp Hòa nghe, thì nó để ý con thầy này tên gì, thì nó thấy thì nó để thích Pháp Hòa, cái nó Google nó bấm lên, thì nó tìm được cái email của Pháp Hòa, nó viết cho Hòa một lá thơ, nó nói là, nó nói tiếng Anh thôi, nó nói tôi không biết gì về Phật giáo, nhưng mà tôi thấy mẹ tôi thường nghe giảng của thầy, và mẹ của tôi gần đây sống trong khổ đau, trong phiền muộn nhiều lắm, mà tôi không nỡ thấy mẹ của tôi như vậy. Thầy có thể nào thầy giúp tôi, thầy gọi mẹ tôi để thầy khuyên mẹ tôi được không? Thì nó Pháp Hòa mới cho cái số phone của mẹ nó, thì Pháp Hòa mới gọi nói chuyện với mẹ nó. Rồi sau đó nó không nghĩ rằng một thầy tu bận rộn như vậy, khi đọc cái mail nó vẫn cố gắng làm cái chuyện đó cho nó. Thì từ đó bắt đầu nó mới trợ duyên cho mẹ nó nhiều hơn, vì nó thấy rằng á, mẹ nó nghe pháp và được quý thầy khuyên, mẹ nó có được một chút kết quả gì an lạc trong đời sống đó, quý vị thấy. Cho nên trong cuộc sống này á, nếu như mà nó không có niềm tin ai đó có thể giúp cho mẹ nó đâu có đi làm cái chuyện đó đâu, phải không? Cho nên mình gặp một cái người nào mà người ta có khả năng lắng nghe mình, mà mình đủ tin tưởng người đó, mình trút được những cái khổ đau cho người đó nghe, rồi người đó đó phát cái nguyện là lắng nghe mình. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó, ngài có cái nguyện là lắng nghe. Cho nên trong ba cái tín nguyện hành, ngài thực hiện cái thứ hai là nguyện. Rồi ngài nguyện, ngài lắng nghe, cho nên mình mỗi lần mình đến với ngài là mình than thở, mình nói dữ lắm, cho nên ngài ngồi nghe đủ kiểu hết. Có lúc quý vị thấy Quan Âm ngồi trầm tư vậy, có bữa quý vị thấy Quan Âm bắt ấn vậy, ngồi quá đủ kiểu để nghe, tại chúng sanh đủ kiểu khổ hết. Có những người, người ta đâu phải khổ khác, người ta ra biển ra sông người ta khổ, cho nên Quan Âm Nam Hải cứu khổ. Có những người, người ta cần sự tự do, sự an lạc, cho nên gọi là tự tại Quan Âm. Có những người, người ta cần vượt thoát những khổ đau, cho nên có Quan Âm, Liên Hoa Quan Âm. Mình có 32 ứng thân Quan Âm. Và có những người, người ta chỉ cần một đứa nhỏ đi tới với người ta cười nói giỡn hồn nhiên để người ta vui vẻ, Quan Âm cũng có thể thị hiện làm đứa nhỏ đó. Cho nên nơi nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp, Quan Âm sẽ hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp. Đức Quan Âm không có cái đó làm sao nguyện được, ngoài nguyện ngài mới làm đó. Cho nên chính ngài phát nguyện cho nên mới có mình tới, vì chúng ta không nguyện thì không ai tới với mình hết. Đức Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn là thái tử, ngài thấy cái khổ của chúng sanh, ngài có nguyện không? Có không? Có. Bằng chứng là ngài ngồi dưới gốc, khi mà ngài tu khổ hạnh rồi ngài không được kết quả gì đó, ngài xuống sông Ni Liên Thuyền, ngài tắm rửa, rồi ngài chọn được một cái cây ở trong rừng sum xuê rậm rạp, ngài ngồi thiền, mà trước khi ngài ngồi xuống ngài nguyện sao? Nếu kiếp này tôi không thành được đạo quả, tôi thề không rời khỏi gốc cây này. Chính cái lời phát nguyện đó cho nên mới trợ lực cho ngài thiền quán, cho đến khi mà ngài thấu được hết tất cả mọi cái đạo lý trong đời, để gọi là thành chánh giác thành Phật. Quý vị thấy ngài A Nan có phát nguyện không? Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đó là lời phát nguyện của ngài A Nan. Con đời ác năm trược con xin vào trước, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, đi vào đó trước.
như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện cũng không có gọi là thành Phật. Cầu xin Phật đại hùng, đại lực, đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Đó là Ngài cầu cái năng lực của Phật trợ duyên cho Ngài. Vậy thì Đức Phật là trợ hành, ngã năng là chánh, chánh hành. Rồi cái lời sám hối của mình mỗi tháng nè: nay con phát tâm không vì tự cầu phước báo ở cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa và phát tâm Bồ Đề. Nhớ không? Cái lời ở trong Hồng Danh Bảo Sám đó: ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Như vậy thì nếu mà chúng ta không thấy cái khổ, không thấy cái sai, chúng ta không nguyện làm. Mà chúng ta không tin rằng á, cái khổ này nè là có cái nguyên nhân, cho nên nguyên nhân chúng ta tập cho nên thành khổ. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần tu tập chuyển hóa thì sẽ hết khổ. Cho nên không luận là người tu tịnh độ, mới thành thực hiện tính nguyện hành. Mà tính nguyện hành là một công thức chung cho tất cả mọi người sống ở đời này. Để làm chi? Để mình có năng lực để mình sống chứ. Quý vị biết á, 3 năm trước khi Pháp Hòa qua đây á, là cái ngày Pháp Hòa đang bị sốt. Mà lên máy bay là Pháp Hòa sốt dữ lắm. Trước khi ra máy bay chịu hết nổi rồi, chạy vô tủ thuốc lấy đại một cái bao thuốc đem theo, lên máy bay uống mà không hề đọc thuốc gì và hết hạn gì hết á. Mệt quá rồi cái nhắm mắt lại, uống xong thuốc đó cái nhắm mắt nói: Quan Âm Bồ Tát ơi, kiểu này mà qua bển nằm thôi chứ làm gì nổi. Thôi bây giờ con giao cho Ngài đó, con không biết đâu. Pháp Hòa nói vậy đó. Cái rồi cái là nhắm mắt. Quý vị biết ngủ từ Vancouver ngủ qua tới Sydney. Gần tới Sydney cái tỉnh táo, hết bệnh, người nó hết sảm, hết sốt. Mà hồi nãy mình lên mình ngồi là người mình cảm xúc khủng khiếp lắm. Định bụng là qua là thế nào cũng nằm ít nhất 3 ngày. Vậy mà réo Quan Âm mà Quan Âm giọt vô máy bay liền. Tới hồi tỉnh rồi cái nói: cha, thuốc gì mà linh diệu quá đâu, mình coi cái thuốc gì. Kéo ra nhầm cái viên thuốc cảm mà hết hạn năm rồi. Vậy mà hết bệnh. Xuống tới Sydney là Pháp Hòa khỏe ru, không có bệnh hoạn gì hết. Mới đủ năng lực một tháng trời cách đây 3 năm trước. Lần này bệnh tiếp. Trước khi đi là không biết mắc gì, cái nửa đêm nó trúng gió. Nó trúng gió mà nó nhức hết nửa bên tai. Dở đâu có được. Mà tới giờ ra phi trường rồi, cái lấy đại mấy miếng thuốc dán, dán vô. Trong khi mà thầy Đức Tạng đang kéo thuốc dán, cái Pháp Hòa cũng dở dở ra coi, coi thuốc dán này hết hạn năm rồi. Hết hạn hồi đầu tháng 1 2017. Nhưng mà thuốc dán không có sao hết á. Thuốc tây cũng sao hết. Thuốc tây hết hạn 1 năm uống vẫn được như thường, chứ đừng có dùng. Bất quá công hiệu nó ít, uống tăng lên. Quý vị biết là chờ ở Los Angeles 7 tiếng. Bay từ Edmonton qua Los Angeles phi trường đó, chờ 7 tiếng mới có chuyến bay qua Melbourne. Thì thầy Đức Tạng cho tin mấy Phật tử biết, cái mấy Phật tử vùng đó ra rước vô. Rước vô về nhà cho ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi xong xuôi rồi á, cái tự nhiên mới nói cái vụ nhức tai nè, cái mấy anh Phật tử đem vô giác hơi. Giác bầm hết cánh tay này. Nhờ vậy mới qua đây, mới quơ tay quơ chân nổi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải có cái nguyện, rồi chúng ta mới làm. Mà cái gì nó đưa đến cái nguyện? Niềm tin. Cái niềm tin là chúng ta có khả năng làm điều đó. Cho nên quý vị khổ, quý vị đừng có nghĩ rằng á, cuộc đời mình là khổ nhất. Không có nhất đâu. Tại là nhất gì? Nhất là tại vì mình nghĩ mình con mình nhất à.
À, thành nữa ở cái đời nó khổ lắm, hay cũng dành hay nhất, mà khổ cũng dành khổ nhất. Mắc chi giờ dành cái nhất. Có những người còn khổ hơn mình, nhưng mà ta tại sao ta vẫn sống? Tại vì người ta có niềm tin là một ngày mai tươi sáng. Người ta có niềm tin là một ngày mai sẽ hết khổ. Người ta có niềm tin là người ta tu tập, người ta sẽ có được sự an vui giải thoát. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni còn là thái tử, Ngài đi tầm đạo và cuối cùng Ngài tin rằng với cái năng lực tiến bộ này, Ngài sẽ phát triển, Ngài sẽ giải thoát, Ngài sẽ giác ngộ. Cho nên Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài thành tựu được đạo quả. Cho nên mình mới gọi Ngài là giác ngộ. Giác ngộ là người hoàn toàn sáng biết, nhận hiểu ra tất cả mọi cái hành pháp trên thế gian này. Đối với cái người tu tập đó, chúng ta cũng có ba điều nữa. Một là phải tâm tha thiết, hai là ý chí, ba là niềm tin. Ví dụ người tu thiền đó, phải có cái tâm tha thiết, phải có cái ý chí mãnh liệt. Rồi quý vị biết á, lên máy bay á, thí dụ mình đi đâu đi, bước vào máy bay cái nói xin chào hành khách ha, welcome gì đó, nói xong cái chuyến bay này sẽ kéo dài 14 tiếng. Trời ơi, mình nghe 14 tiếng là nó dài thâm thấm. Nhưng mà thường thường các chuyến bay xa đó, họ bay khuya. Chi biết không? Cho mình ngủ. Ngủ để làm chi? Để mình bớt cái gì? Bớt cái đêm dài. Đúng không? Mình bớt cái đêm dài. Tại vì thường thường ta quan niệm mà thức đêm mới biết đêm dài. Thức đêm mới biết đêm dài. Cho nên rồi mình mà có cái mình mà ngủ, mình tối là mình ngủ. Cho nên ở cái trụ xứ của mình á, đi đâu xa là thường người ta bay khuya, để mình lên máy bay mình ngủ một giấc vài ba tiếng, 7 tiếng, 6 tiếng nó cũng đỡ lắm. Cho nên rồi 14 tiếng ngủ đâu có thẳng giấc 14 tiếng được. Dài ba tiếng cái mình giật mình, cái mình coi đồng hồ có mấy tiếng rồi, mấy giờ rồi, à còn 5 tiếng, còn 6 tiếng gì đó. Tự nhiên nó làm cho mình tin là mình sẽ tới. Vậy đó, cho nên đó, mình có niềm tin thì mình sẽ vượt tất cả mọi cái chông gai, mọi cái chướng ngại. Cho nên một cái người đi xuất gia cũng vậy. Mình đi xuất gia rồi là do đâu mình xuất gia? Đâu có ai ép mình phải không? Vì mình tin tưởng vào cái con đường xuất gia của mình, cho nên mình phát nguyện mình xuất gia. Cho nên một khi mình đã xuất gia rồi thì không có gì làm cho mình lui sụp trên cái con đường xuất gia của mình hết. Tại sao? Vì mình có ý chí. Ý chí là gì? Nếu chỗ nào cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp, chỗ đó không phải chỗ mình ở. Chỗ nào mà chỉ cho giáo pháp mà không cho mình ăn, ráng ở. Còn chỗ nào mà cho mình ăn, cho mình luôn giáo pháp, lì mà ở. Tại sao? Tại cái chỗ đó cho mình giáo pháp mà cho mình luôn cái sự ăn ở, chửi cũng ở. Tại vì sao? Tại vì chỗ đó cho mình được hai điều đó. Nếu mình đi tu mà mình chỉ được ăn mặc mà không có dạy dỗ, không có tu tập, thì chỗ đó không phải chỗ mình ở. Tại vì nó không đúng cái chí nguyện đi tu của mình. Cho nên vì sao mình giữ được cái ý chí đó? Vì cái chỗ đó có ăn, ở và có sự tu tập. Ý chí đó mình kiên cường. Cái thứ hai đó, mình nhìn gương các tổ. Mình nhìn gương của các tổ. Quý vị thấy không? Ngày xưa mà tổ Đạt Ma không có ý chí cầu đạo thì làm sao, à xin lỗi, Ngài Huyền Quang không ý chí cầu đạo, làm sao mà được tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử. Quỳ ở ngoài tuyết, quỳ ở ngoài tuyết, Ngài Thần Quang đó, quỳ ngoài tuyết. Rồi tổ mới thấy cực khổ như vậy đó, tổ xây lại sư hỏi, ông đến đây cầu cái gì? Nói dạ con đến đây cầu đạo. Tổ nói đạo cao siêu lắm, một chút công sức quỳ ở phía ngoài tuyết này không đủ để cầu đạo. Ngài Thần Quang chặt cánh tay vừa lên tổ, nói như thế này đủ cầu đạo chưa? Lục Ngài Sơ Tổ Đạt Ma nói khá, khá,
Cho nên đặt pháp danh là Huệ Khả. Huệ Khả là gì? Người có trí tuệ khá tốt. Khả nhị, khá tốt. Huệ Khả. Vậy thì Đức Phật của chúng ta tu 6 năm khổ hạnh thôi, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Rồi cuối cùng cái gì? Thử hỏi bên bờ chân lý ấy, thử hỏi ai người tìm chân lý bên bờ sông giác há riêng ta. Cái sự giác ngộ đó đâu phải chỉ có mình tôi đâu, tất cả quý vị cũng được. Nhưng mà tại quý vị không đủ niềm tin, không đủ nguyện lực, không đủ nguyện lực. Thái tử giật Sa Nạc dậy, Sa Nạc mới hỏi: trời tối chúng sanh còn mê ngủ hay là còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Sa Nạc hỏi Thái tử vậy. Thái tử đáp lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Sa Nạc mới nói: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Có niềm tin, có phát nguyện. Và có phát nguyện cho nên Ngài mới làm gì? Ngài mới vượt thành. Ngài cùng Sa Nặc trên lưng kiền trắc, vượt cõi thành cùng Sa Nặc nhanh chân. Trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cỏ, dòng Anoma, phải không? Giữa đêm trời tĩnh mịch, Thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thải tạp chướng ưu phiền. Cởi áo cà sa thay cho y phục, mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền. Cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn vướng mắc tử sanh. Ngài một mình lên núi tuyết tĩnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đếm hơi thở vào ra, giữ tròn chánh niệm, tầng khổ suốt 6 năm nên thân xác hao mòn. Ngài vẫn chưa thấy được đạo, nhận thấy rằng hạnh đói khác nào phải là mục tiêu đạt đạo. Hạnh đói khác không phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Cho nên từ đó Ngài mới đứng xuống gốc cây Bồ Đề, Ngài phát nguyện: dưới cội Bồ Đề dưỡng thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi, chánh quả là đấy, văn Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ. Cho nên cái người tu á, phải có ý chí, cực khổ cỡ nào cũng không có nề. Tại sao? Tại vì mình là người cầu đạo, chứ không phải là chúng ta cầu cái khác. Mà cái người phát tâm cầu đạo rồi thì sao? Phải chịu khổ, chịu cực. Cho nên trong cái 6 cái tông chỉ mà của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, khi mà Ngài lập ra cái ban dịch kinh đó, thì Ngài đưa ra 6 cái tông chỉ. Trong đó có một câu: dù đối khác không phan duyên. Nghĩa là gì? Cuộc sống này dù mình là người tu, đói khát chỉ là chuyện bình thường, không làm cho mình, miễn làm sao mình không đói khát giáo pháp. Cái người mà họ có niềm vui tu tập đó, ăn uống đơn sơ, ngủ nghỉ bình thường mà vẫn vui vẻ hạnh phúc. Quý vị có tin nổi ở cái xứ Tây như nước Pháp, ở làng Mai Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, 20 mấy năm trước các thầy các cô về đó ở tu, làm gì có giường để ngủ. Mỗi người chỉ có 4 cục gạch tấm gián, mà không có phòng ngủ đâu, ngủ trong chuồng bò. Hòa Thượng mua cái farm đó rồi lấy hốt phân trong chuồng bò ra, rửa những cái chuồng bò đó rồi mấy anh em vô đó ngủ. Mỗi đứa một tấm gián, 4 cục gạch, cái mền sleeping bag. Đâu có lò sưởi đâu, lấy củi rừng chụm, ban đêm thì nó nóng muốn chết. Nửa đêm mới củi hết lửa tàn, rờ cái mặt lạnh như nước đá. Ăn cơm thì không đủ no. Thanh niên 19, 20 tuổi thời đó không, tô gạo mà 4 đứa ăn sao đủ. Ngày nào cũng đói mà không đứa nào than, chỉ than đói thôi mà không bao giờ lui tu. Mà lúc đó tu tinh tấn mà rất là vui vẻ, anh em sống với nhau trong những năm tháng đó.
Bây giờ thí dụ bây giờ mình thấy, cho nên hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy Phật tử, nhiều khi ở trong cuộc sống mình, mình hạnh phúc quá, mình phước báo quá, chưa chắc mình dễ tu đâu. Tại vì nhiều khi mình phước quá cái mình tha hồ mình xài phước. Nhờ mình thiếu thiếu như vậy mà mình còn biết kiệm phước, tích phước. Đó, bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái dễ dàng này nè. Trong túi mình mà có chừng 10.000 đô đi chợ xài xả láng. Mà ví dụ trong túi mình còn 100 đô mua gì có chừng mực không? Chừng mực lắm, thôi nó hết tiền sao? Đó, mình ví dụ vậy thôi. Thì cũng sẽ thấy rằng nếu người tu chúng ta mà phước báo đầy đủ, cái gì cũng sung túc, coi chừng chúng ta xài nó một cách không có tiếc rẻ. Còn thiếu thiếu vậy đó, thí dụ như mình còn thiếu thiếu vậy đó thì sao? Mình cố gắng một chút. Cho nên cái ý chí tu hành của mình quan trọng lắm. Mà vì sao mình có được ý chí? Niềm tin mãnh liệt. Niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Nơi Tăng là gì? Là nơi đoàn thể của chúng ta tu. Và niềm tin ở nơi Thầy của mình là Đức Phật. Niềm tin ở nơi lời dạy của Đức Phật có đủ khả năng chuyển hóa. Bằng chứng là gì? Hơn 2.500 năm nay những người tu tập có những chuyển hóa tốt, thì chúng ta nương theo đó chúng ta tu. Cho nên giáo pháp của Phật có đủ 3 điều: một là hướng thượng, hai là hướng thiện, ba là hướng giải thoát. Cho nên mình phải có ý, phải có niềm tin, phải có ý chí, và cái cuối cùng là gì? Phải thiết tha cầu đạo. Thiết tha cầu đạo. Mà cái chữ đạo ở đây Pháp Hòa muốn nói là không phải đạo Phật. Không phải là đạo Phật. Chữ đạo này là gì? Là cái con đường trong sáng mà chúng ta muốn đi. Quý vị cứ tin tưởng điều đó, rồi một ngày mình sẽ có được cái thành tựu đó, chứ không phải là không có. Chợ hôm nay về chùa Hoằng Pháp thì ở đây cái tông chỉ tu là tu tịnh độ niệm Phật. Và đa số các vị đều tin rằng người niệm Phật phải có đủ 3 yếu tố. Nói chung là có đủ 3 tư lương. Theo danh từ Phật học là tư lương của người tu tịnh độ. Đó là tính, là nguyện, là hành. Bây giờ Pháp Hòa muốn nói lại, tính nguyện hành này không chỉ để cho người tu tịnh độ, mà tính nguyện hành này là công thức chung cho tất cả mọi người sống ở đời này. Nếu chúng ta tin tưởng rằng mình có khả năng làm điều đó, lời Phật dạy có khả năng làm điều đó, hay là chân lý có khả năng giúp cho mình như vậy. À, ví dụ như bây giờ có nhiều người, có những vị tổ ngày xưa họ bị bắt, rồi biểu nói ngược lại, nói không, thà tôi chết chứ chân lý tôi không thể nói ngược được. Vì họ tin điều đó. Cho nên tính nè, rồi nguyện nè, rồi hành nè. Mình tin rằng cuộc đời mình sẽ có ngày sẽ được trong sáng. Đâu có cuốn sách nào mà không có trang cuối đâu. Dày 300 trang, đọc tới trang đó cũng phải lật qua trang kế, chứ đâu ở ai ở trang hoài đâu. Cho nên đời mình không có thể dậm chân một chút mà một cái như vậy mà khổ đâu. Rồi ngược lại, nếu mình đang hưởng phước, niềm vui, thì phải tin rằng trên đời này vẫn có người khổ, và không chắc mình ngày mai có phải được như vậy hoài không. Cho nên trong khi mình được cái này, mình phải tin, mình phát cái nguyện, mình tu tập nữa để cho cái niềm vui này nó được duy trì. Hay là lỡ mai kia mình có khổ, mình không có chạy trốn khổ, mà mình biết đối diện với cái khổ. Thật ra đó, muốn hết khổ không phải mình chạy trốn khổ hay mình làm cái gì để đè cái khổ, mà chúng ta phải đối diện với cái khổ, nhận chân được nguyên nhân nào mình khổ, để rồi mình chuyển hóa cái khổ đó từ từ, chứ không phải bình thường. Ví dụ như bây giờ mình mất một người thân, khổ quá trời quá đất, rồi chạy trốn bằng cách là uống rượu, hút thuốc, đánh bài, nói chung làm gì đó chạy trốn khổ. Nhưng mà thật sự cái khổ sự thật mất người thân đó có mặt không? Vẫn còn có mặt. Bây giờ mình nhìn lại nó, tại sao? À, mình phát nguyện, mình phát hiện ra một điều: có thân là có bệnh, có chết. Theo công thức là sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà trên đời này mấy ai được cái công thức đó đâu. Có nhiều khi mới sanh, bệnh, chết mà chưa tới già.
Thấy không? Ta thấy được cái gốc đó. Vậy là cuộc đời này công thức chung là sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà có những người sanh là sống là có rồi, già thì chưa, nhưng mà bệnh rồi chết. Rồi cái thứ hai là chúng ta, vì chúng ta không chấp nhận sự thật, cho nên chúng ta khổ, chúng ta dừng dậm chân, chúng ta không đi tới. Còn bây giờ chúng ta chấp nhận thì chúng ta vượt khổ. Kỳ rồi Pháp Hoài đi giảng bên Mỹ á, còn 15 phút nữa ra giảng à, thì có một gia đình chạy vô nói: thầy ơi, thầy giúp giùm đứa em này, ba nó mới mất đột xuất mà bây giờ em nó buông xuôi quá, nó không muốn làm gì hết mà gần như nó bị trầm cảm vậy đó. Thì Pháp Hòa mới thưa với ban tổ chức là cho Pháp Hòa xin 15 phút, nếu có trễ vài phút, 50 phút cũng có thể. Thì Pháp Hòa mới đi vô gặp em. Thì Pháp Hòa mới nắm tay nó, Pháp Hòa hỏi: hôm nay con có gì không? Nó mới nói là nó feel lost và nó không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Nó muốn khóc lắm mà khóc không được, tại vì nó không chấp nhận được ba nó mất. Và khi nó thấy ba nó mất rồi thì nó không còn một chút gì gọi là niềm tin về cuộc sống này nữa. Tại vì xưa nay là mẹ con, vợ, gia đình sống đùm bọc. Pháp Hoàng ngồi nói chuyện với em một buổi thì nói xong rồi nó khóc. Nó khóc ra được, tại vì nó release được cái đó. Sau khi mà nó khóc rồi, cái nó cảm ơn, nó ôm Pháp Hoàng nó cảm ơn. Nó nói là trong 30 phút mà thầy nói chuyện với con, nó đủ khả năng nó giải quyết cái khổ của con cả tuần lễ này. Cái Pháp Hòa nói: không, ba dẫn con tới đây đó, ba con dẫn con tới đây. Mà nãy giờ những gì thầy nói không phải thầy nói đâu, ba con nói với con đó. Thầy chỉ là người đại diện cho ba con nói thôi. Và con biết rằng bây giờ con mất ba, phải không? Con chỉ mất hình hài thôi, nhưng mà con không mất tình thương của ba trong tâm con. Con không mất dòng máu đang ở trong con. Con không mất bất cứ cái gì của ba hết. Con chỉ mất cái hình hài. Vì cái hình hài này có ngày sẽ mất. Nếu ba không mất bây giờ, 20 năm nữa ba cũng mất. Trước sau gì tất cả hình hài này sẽ mất. Bây giờ đó, ba con đang ở trong con một cách mầu nhiệm. Ba con hết bệnh rồi. Ba con đang sống. Con sống khỏe mạnh là ba con khỏe mạnh. Con vui là ba con sẽ vui. Ngày thứ hai này làm đám cho ba, xong rồi con đi làm, con chăm sóc cho mẹ, con thế cho mẹ, chăm sóc cho mẹ, và con sống cho con sống cho ba. Như vậy con thấy con còn mạnh dạn hơn nữa, tại vì con sống cho hai người, ba người. Thì cái niềm tin là cuộc đời này chúng ta sẽ mất những cái xung quanh, nhưng mà chúng ta có một niềm tin là cái tâm mình không có mất. Cho nên mấy đứa nhỏ nó hay sợ tóc nó hư. Nó làm tóc xong nó dịnh dịnh vậy nè, nó sợ hư tóc. Pháp Hòa nói tóc hư không sao, tâm hư mới sợ. Cho nên giống như mình tu vậy đó, cạo đầu thì dễ chứ cạo tâm mới khó. Mình có cái tướng tu thì dễ rồi, nhưng mà tâm tu nó mới khó. Cho nên giữ làm sao được cái tâm đó. Và từ đâu chúng ta? Từ cái ý chí, từ cái phát nguyện, từ cái niềm tin đó thì chúng ta giữ được cái tâm của mình không có lui sụp. Cho nên tất cả đại chúng trong đời này, quý vị giữ ba điều bất thối: nguyện bất thối, hạnh bất thối. Nguyện là phát nguyện, phải không? Hạnh là thực hành. Thì khi nguyện không thối thì làm gì có sự thực tập thối lui được. Là khi nguyện không thối lui, hạnh không thối lui, thì nhất định thành tựu không thối lui. Cho nên gọi là quả vị bất thối. Thôi thì Pháp Hòa xin có mấy điều chia sẻ với đại chúng tư lương cho cuộc sống, đó là niềm tin, sự phát nguyện và sự thực hành. Có được ba cái này thì chúng ta vững chãi lướt mọi chông gai chướng ngại trong cuộc sống của chúng ta, không luận là Phật tử hay là không Phật tử, không luận là đời hay là đạo. Có đủ ba tư lương này thì chúng ta sống trong đời cũng vững, sống trong đạo cũng bình an. A Di Đà Phật.